À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Xin chào tất cả các bạn đến với bài học ngày hôm nay. Ở những video trước thì chúng ta đã hiểu thế nào là đạo hàm rồi. Thì trong video ngày hôm nay, cô và các con sẽ cùng nhau đi tìm hiểu bài 32, các quy tắc tính đạo hàm. Thì trong bài này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu 5 phần. Phần thứ nhất là đạo hàm của một số hàm số thường gặp. Thứ hai đó chính là đạo hàm của tổng hiệu tích thương, đạo hàm của hàm số hợp. Thứ tư đó chính là đạo hàm của hàm số lượng giác, và cuối cùng đó chính là đạo hàm của hàm số mũ và hàm số logarit. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào phần 1, đạo hàm của một số hàm số thường gặp. Thì chúng ta vào A nhỏ, đạo hàm của hàm số y bằng x mũ n. Thì các bạn sẽ nhớ cho cô cái quy tắc để tính đạo hàm của hàm số y bằng x mũ n. Có công thức là đạo hàm của x mũ n sẽ bằng n nhân với x mũ n trừ 1. Cô sẽ lấy một ví dụ cho các bạn nhé. Ví dụ tính đạo hàm. Cô muốn tính đạo hàm của anh y bằng x bình chẳng hạn. Thì các bạn quan sát, x bình thì nó giống cái hàm số x mũ n đúng không ạ? Nên chúng ta áp dụng vào áp của công thức này thì đạo hàm của x mũ 2 sẽ bằng gì đây? 2 nhân với x mũ 2 trừ 1, tức là bằng 2 nhân với x. Tương tự như thế, y bằng x mũ 4 thì đạo hàm sẽ là gì ạ? X mũ 4 này sẽ là 4 nhân x mũ 4 trừ đi 1 và bằng gì? 4 nhân x mũ 3. Đó, rất là đơn giản thôi, được chưa ạ? Tiếp theo, đạo hàm của hàm số y bằng căn x. Thì các bạn nhớ cho cô là với y bằng căn x thì đạo hàm của nó sẽ bằng 1 trên 2 căn x. Các bạn nhớ nhé, đạo hàm của căn x thì nó sẽ bằng 1 trên 2 căn gì? 1 trên 2 căn x. Ví dụ, tính đạo hàm của hàm số y bằng căn x tại điểm x bằng 4 và x bằng 1/4. Thì muốn tính đạo hàm của hàm số này tại các điểm x bằng 4 và x bằng 1/4 thì đầu tiên chúng mình phải đi tính đạo hàm của nó cái đã. Thì đạo hàm của y bằng căn x này. Y bằng căn x. Thế nên mình suy ra đạo hàm của nó sẽ là gì? À, sẽ bằng 1 trên 2 căn x. Bằng 1 trên 2 căn x. Vậy thì y phẩy tại 4 thì sẽ bằng gì? 1 trên 2 nhân căn bậc 2 của 4 và sẽ bằng 1/4. Và y phẩy 1/4. Ở đâu có x thì mình thay gì? Thay 1/4 vào thì sẽ được là 1 trên 2 nhân với 1/2 và bằng gì? Bằng 1. Được chưa? Không có gì là khó. Ở đây chúng mình chỉ việc áp dụng công thức thôi, đúng không? Tiếp theo, bây giờ chúng ta sẽ cùng sang đến với ý 2, đạo hàm của tổng hiệu tích và thương. Thì các bạn lưu ý giúp cô này. Giả sử các hàm số ux và vx có đạo hàm trên khoảng AB nhé. Thì khi đó này, đạo hàm của một tổng thì bằng tổng các đạo hàm. Tức là u và hiệu, đạo hàm của một hiệu thì bằng hiệu các đạo hàm. Còn đạo hàm của một tích u nhân v sẽ bằng u phẩy v cộng với u v phẩy. Tức là đạo hàm của anh u trước sau nhân với v cộng với u nhân với v phẩy nhé. Tiếp theo, đạo hàm của một thương u trên v thì sẽ bằng u phẩy v trừ đây là u v phẩy nhé. Chỗ này cô viết lộn thì u v phẩy, được chưa? Trừ đi u v phẩy trên v bình. Thì đây là 4 cái quy tắc mà các bạn cần phải nhớ chắc cho cô. Bởi vì đối với những bài tính đạo hàm tiếp theo ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng nó rất là nhiều. Sử dụng nó rất là nhiều kết hợp với những cái công thức tính đạo hàm cơ bản. Đấy, thế nên các bạn cần phải nắm chắc cho cô cách quy tắc tính đạo hàm của tổng, hiệu, tích và thương nhé. Rồi, và ở đây các bạn chú ý giúp cô là quy tắc đạo hàm của tổng hiệu thì nó có thể áp dụng cho tổng hiệu của hai hay là nhiều hàm số. Và lưu ý tiếp theo, tức là khi mà với k là một hàng số mà các bạn muốn tính đạo hàm của k nhân với u
thì nó sẽ bằng k nhân với u phẩy nhé. Cô lấy ví dụ cho cái chú ý này. Ví dụ này, cô muốn tính đạo hàm của 2x bình nhé. Thì áp dụng cái công thức này thì chúng ta sẽ được gì? Sẽ được 2 nhân với đạo hàm của x lý x bình. Các bạn đã rõ chưa ạ? Tiếp theo này, đạo hàm của hàm số nghịch đảo 1 trên v, đạo hàm của 1 trên v thì sẽ bằng trừ của v phẩy trên v bình. Các bạn lưu ý điều này giúp cô nhé. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với ví dụ 2. Tính đạo hàm của các hàm số sau. Ý A, các bạn quan sát, đây nó là hỗn hợp của tổng và hiệu đúng không ạ? Vậy thì mình áp dụng công thức thôi. Thì nó sẽ bằng đạo hàm của 1 phần 3 x mũ 3 này trừ đạo hàm của gì? X bình cộng với đạo hàm của 2x và cộng với đạo hàm của gì? Của 1. Và ở đây chúng mình áp dụng nó sẽ là 1 phần 3 nhân với đạo hàm của x mũ 3 đúng không? Đạo hàm của x bình thì sẽ bằng gì? 2x. Đạo hàm của 2x thì sẽ bằng 2 nhân với đạo hàm của gì? Của x. Còn đạo hàm của một số, của hàng số hôm nọ chúng mình học rồi bằng mấy? Hàm sẽ là bằng 0. Được chưa? Để áp dụng tiếp này. Vậy này, đạo hàm của x mũ 3 thì mình áp dụng công thức gì? Đạo hàm của y bằng x mũ n thì nó sẽ bằng n nhân x mũ n trừ gì? Trừ 1. Vậy thì ở đây nó sẽ là 3 nhân x mũ 2 này trừ đi 2x này. Đạo hàm của x thì nó bằng gì? Bằng 1 đúng không? 1 phần 3 là x bình trừ 2x cộng với 2. Đấy, nó sẽ là như thế. Được chưa? Thế tiếp theo đến ý B. Các bạn quan sát đây là một gì? Đây là một thương. Thế nên là chúng ta sẽ áp dụng quy tắc tính đạo hàm của một thương. Quy tắc tính đạo hàm của một thương. Nhắc lại này. Y mà bằng U trên V. Thì suy ra y phẩy của mình sẽ bằng u phẩy nhân v trừ u v phẩy trên v gì? Trên v bình. Áp dụng công thức đấy vào ý B thì chúng ta sẽ được là gì? À, đạo hàm của 2x cộng 1 nhân với x trừ 1 trừ đi 2x cộng 1 nhân với gì? Đạo hàm của x trừ 1 và tất cả trên x trừ 1 tất cả bình. Sau đó này, chúng ta tính đạo hàm của 2x cộng 1 nhé. Thì nó sẽ là, ban đầu thì cô cứ viết tắt như thế này cho các bạn hình dung rõ nhé. Đó, đạo hàm của một tổng thì bằng tổng các đạo hàm này. Được chưa? Rồi, tiếp tục 2x cộng 1 này. Nhân với lại đạo hàm của x trừ đi đạo hàm của 1 này. Tất cả trên x trừ 1 tất cả bình này. Bây giờ mình tính đạo hàm của 2x thì bằng bao nhiêu, mình tính được nhanh luôn, nó sẽ là 2 đúng không? Còn đạo hàm của 1 là bằng 0 thì mình không viết nữa nhá, mình không viết nữa. Đây cô xóa cái chỗ này đi. Các bạn có thể viết những cái công thức quy tắc ra cái tờ giấy nốt để mình khi mình làm mình nhìn cho nó nhanh nhá. 2x cộng 1 mình giữ nguyên này. Cái đạo hàm của x với đạo hàm của 1 thì sẽ là bao nhiêu? Nó chỉ là bằng gì? Bằng 1 thôi, đúng không? Trên x trừ 1 tất cả bình, sau đó mình phải thu gọn này. 2 nhân x trừ 1 sẽ được là 2x trừ 2 này. Trừ của 2x cộng 1 phá dấu ngoặc ra được là trừ 2x trừ 1 trên x trừ 1 tất cả bình. Và chúng ta thu gọn thì kết quả sẽ được là âm 3 phần x trừ 1 tất cả bình. Đó, các bạn lưu ý giúp cô nhé. Rồi, tiếp tục. Luyện tập 1, tiếp tục luyện tập này, cho nó thanh thạo thì thôi. Các bạn quan sát với ý A, lại là đạo hàm của một gì đây? Lại là một thương. Thế nên là mình lại áp dụng công thức đạo hàm của một thương. U trên V, đạo hàm của U trên V bằng U phẩy nhân V trừ U V phẩy trên gì? Trên V bình. Vậy áp dụng công thức này này, y phẩy của chúng ta sẽ được là đạo hàm của căn x nhân với x cộng 1 trừ đi căn x nhân với đạo hàm của x cộng gì? X cộng 1 trên x cộng 1 tất cả bình. Sau đó thì chúng mình tính nhanh. Đạo hàm của căn x thì theo công thức nó sẽ là 1 trên 2 căn x đúng không ạ? X cộng 1 mình giữ nguyên này. Còn đạo hàm của x cộng 1 thì chính là bằng gì? Bằng 1 thôi, thì mình để đấy.
Đó, tiếp tục là mình quy đồng nó lên thì sẽ được là x cộng 1 trừ 2 căn x nhân căn x trên 2 căn x và tất cả lại trên gì? Trên x cộng 1 tất cả gì? Tất cả bình. Sau đó mình tính tiếp. Sẽ là x cộng 1 trừ 2x. 2 căn x này mình chuyển dưới mẫu với x cộng 1 tất cả bình đi. Thì sẽ được là 2 căn x nhân với x cộng 1 tất cả bình. Thu gọn thì nó sẽ được là trừ x cộng 1 trên 2 căn x nhân với x cộng 1 tất cả bình. Đấy, thì đây là kết quả cuối cùng. Thế bây giờ chúng mình đi tính đạo hạm của ý B. Thì các bạn quan sát B nó đang là gì? Một gì đây? À, là một tích. Vậy thì chúng ta lại phải áp dụng công thức U nhân V, đạo hàm của U nhân V bằng U phẩy nhân V cộng với U V gì? Cộng với U V phẩy. Vậy thì ở đây ý B, y phẩy của mình sẽ bằng gì? Đạo hàm của căn x cộng 1 nhân với x bình cộng với 2 và cộng với căn x cộng 1 nhân với đạo hàm của x bình cộng với 2. Thì các bạn lưu ý là đạo hàm của một tổng thì bằng tổng các đạo hàm. Thế nên là đạo hàm của căn x cộng 1 thì chính là gì? Mình tính nhanh luôn nhá, bây giờ mình phải học tính nhanh luôn. Thì nó sẽ là 1 trên 2 căn gì? 1 trên 2 căn x. Còn đạo hàm của 1 thì nó bằng 0 mất rồi. Đấy chưa? X cộng 2. Tiếp tục này, đấy, cứ cố gắng là đừng quên phẩy nhé, thi thoảng cô vẫn cứ quên này. Tiếp theo đạo hàm của x bình cộng 2, thì đây là đạo hàm của một tổng, thì nó sẽ bằng tổng các đạo hàm. Thì mình tính đạo hàm của từng anh này thôi, đạo hàm của x bình thì được là 2x, còn đạo hàm của 2 thì bằng 0, thì mình không viết. Được chưa? Rồi, mình làm đến đây thôi cũng được, hoặc là các bạn có thể là thu gọn thêm. Thu gọn thêm đi. Thu gọn thêm xem được cái gì. Nó sẽ x bình cộng 2 cộng với 4x căn x nhân với căn x cộng với 1 trên 2 căn x nhân tiếp x bình cộng 2. 4x nhân căn x thì chính là 4x gì? Chính là 4x bình, còn đây sẽ là 4x căn x. Đấy, thu gọn thế này thôi. Thu gọn phát nữa là sẽ được 5x bình cộng với 4x căn x cộng với 2 trên 2 căn x. Đó. Đấy, những bài tính đạo hàm. Bản chất là các bạn nhớ quy tắc là các bạn sẽ làm được. Và nhớ một số cái hàm số thường gặp thì là các bạn sẽ làm được, chứ nó không khó. Đúng không? Rồi, tiếp theo nào. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng sang đến phần 3. Đó chính là đạo hàm của hàm số hợp. Thì câu hỏi đặt ra đầu tiên, mình biết thế nào đạo hàm rồi đúng không? Thế nhưng hàm số hợp nó là gì ạ? Thì ở đây các bạn ghi khái niệm hàm số hợp giúp cô này. Thì để hiểu về hàm số hợp thì chúng ta sẽ cùng nhau nghe ví dụ này của cô nhé. Ví dụ như bây giờ diện tích của một chiếc đĩa kim loại hình tròn bán kính R được cho bởi S bằng B nhân với R bình nhé. Và mình biết rằng là bán kính thì nó sẽ thay đổi theo nhiệt độ T. Tức là R sẽ bằng RT đấy ạ. Thì khi đó cái diện tích ban đầu của mình này, nó sẽ ST, nó sẽ là B nhân với RT tất cả bình. Và khi đó người ta gọi cái hàm S này này là hàm ST, là hàm số hợp của hàm S bằng B nhân R bình với hàm R nhân bằng với RT. Đấy, mình sẽ hiểu nôm na nó sẽ là như vậy. Ví dụ nhá, ví dụ như bình thường là các bạn học một cái hàm rất là đơn giản là x mũ n đúng không? Thế nhưng mà có những cái bài như là chính là 2x cộng 1 tất cả mũ n chẳng hạn. Thì đây chính là một hàm số hợp. Đây chính là hàm số hợp được kết hợp bởi gì? Của y bằng x mũ n với gì? Với 2x cộng 1. Bây giờ nó không phải là cái anh đơn thuần ban đầu nữa, nó được kết hợp ở nhiều thứ khác nữa. Được chưa? Mình hiểu đơn giản nó là như thế. Hiểu đơn giản như thế để mình có thể là dễ dàng làm bài tập nhé. Vậy thì ở đây các bạn khái niệm giúp cô này. Giả sử U bằng GX là hàm số xác định trên khoảng AB có tập giá trị chứa trong khoảng CD nhé. Thì và y bằng fu là hàm số xác định trên khoảng
từ C đến D. Thì khi đó hàm số y bằng f của gx được gọi là hàm số hợp của hàm số y bằng fu với u bằng gx. Đó, thì nhưng mà khi mà cô dạy ấy, thì thực ra là nhiều một số bạn thì các bạn rất là khó để hiểu cái khái niệm này. Thì chúng ta hiểu đơn giản thôi. Ban đầu là chúng ta học những cái hàm rất là đơn giản, chỉ có một mình anh x đứng cạnh thôi, và kèm theo một vài dữ kiện liên quan đến hàm số mũ, liên quan đến hàm loga, vân vân, được chưa? Thế nhưng mà sẽ có những bài toán xuất hiện không phải chỉ riêng x, mà nó kết hợp bắt đầu có cả số, ví dụ như 2x này, hay là ax bình cộng bx cộng c chẳng hạn, hay là 2x cộng 1 chẳng hạn. Thì đấy, khi đó là nó đang xuất hiện hàm số hợp. Đấy, cô cứ nói nôm na nó sẽ là như thế nhá. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến ví dụ. Đây, các bạn quan sát này. Người ta yêu cầu là biểu diễn cái hàm số này dưới dạng của hàm số hợp. Thì có những bạn nhận ra rất là nhanh rằng đây là hàm số hợp kết hợp bởi hàm gì? X mũ n, đúng không? Với lại x mũ n với lại 2x cộng 1, đúng chưa? Thì bây giờ là chúng mình sẽ làm như thế nào? Mình sẽ đặt u của mình là 2x cộng 1. Thế nên là khi đó cái y của mình ban đầu nó sẽ là u mũ gì? U mũ 10. Vậy thì từ đây, đây là hàm số hợp bởi y bằng x mũ n, u mũ n với u bằng 2x cộng gì? 2x cộng 1. Được chưa? Và chúng ta có thể dễ dàng tính được đạo hàm của anh này nhé. Chúng mình dễ dàng tính được đạo hàm của anh này. Thế tính đạo hàm của hàm số hợp như thế nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ sang đến ý T. Đầu tiên là chúng ta phải nhận biết được cái quy tắc đạo hàm của hàm số hợp nhé. Các bạn quan sát hoạt động 4 giúp cô. Cho các hàm số y bằng u bình và với u bằng x bình cộng 1, viết công thức của hàm số hợp y bằng ux tất cả bình theo biến x. Ý B là tính và so sánh đạo hàm của y tại x và đạo hàm y phẩy tại u và đạo hàm của u phẩy tại x. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ viết công thức của hàm số hợp y bằng ux tất cả bình nhé. Thì mình biết rằng là ux của mình nó chính là x bình cộng 1. Thế nên là chúng ta ở đâu có ux, ta thay x bình cộng 1 vào thì chúng ta được là x mũ 4 cộng 2x bình cộng 1 này. Sau đó là các bạn đi tính đạo hàm thì rất là nhanh thôi. Ở đạo hàm của y tại x thì sẽ được là 4x mũ 3 cộng với 4x. Còn đạo hàm của u tại x thì là 2x nhé. Còn đạo hàm của y tại u là 2u. Và chúng mình tính lại y phẩy tại u với u phẩy tại x thì nó chính là 4x mũ 3 cộng 4x như thế này. Và các bạn nhìn thấy giữa hai anh này thì nó đang như thế nào với nhau? À, nó bằng nhau, đúng không ạ? Vậy thì đây chúng ta sẽ có một cái kết luận để tính được đạo hàm của hàm số hợp như sau. Nếu u bằng gx có đạo hàm tại u phẩy x, có đạo hàm u tại x và hàm số hợp y bằng fu có đạo hàm y tại u, thì hàm số hợp y bằng fgx có đạo hàm y tại x là y tại x sẽ bằng đạo hàm y tại u nhân với đạo hàm u tại x. Được chưa? Rồi, thì bây giờ mình lấy ví dụ nhé, nghe thì nhức đầu nhỉ. Đây, ví dụ 5. Tính đạo hàm của y bằng x bình cộng 1 thì đấy, cái công thức ban đầu của mình thì nó chỉ là y bằng đạo hàm của y bằng căn x, đúng không? Thế nhưng mà các bạn nhìn thấy, đối với cái hàm này nó vẫn là hàm căn đấy. Thế nhưng nó có đơn thuần chỉ là có x thôi không? Không, mà nó xuất hiện thêm những cái đồng bọn của nó là thằng x bình và thằng gì? Thằng 1. Vậy thì mình khẳng định luôn, đây là mình phải áp dụng công thức tính đạo hàm của hàm hợp rồi. Thì mình sẽ tính như thế nào? Cô không áp dụng, vẫn là áp dụng cái kia, nhưng cô viết thẳng luôn ra như thế này cho các bạn nhé.
x bình cộng 1 này. Thì mình sẽ tính như sau. Đầu tiên, cứ đặt cho nó, đặt cho các bạn hiểu đơn giản nhá, mới thì cứ đặt cho các bạn đơn giản này. Sẽ như sau này. Mình đặt đi, bởi vì nó phức tạp hơn mà, thì chúng ta đưa nó về đơn giản bằng cách là ở đâu có x bình tôi đặt nó là u. Được chưa? Vậy thì khi đó y của tôi nó chính là căn gì? Căn u, đúng chưa? Vậy thì tôi tính đạo hàm của căn u này, nó sẽ bằng 1 trên 2 căn gì? 1 trên 2 căn. Đây nha, để viết như thế nào để cho các bạn hiểu đơn nó sẽ như thế này. Không đạt nữa. Không đạt nữa nha. Sẽ là y phẩy sẽ bằng căn của x bình cộng với 1. Thì áp dụng cái công thức vào thì nó sẽ phải là đạo hàm của x bình cộng 1 trên 2 căn bậc 2 của x bình cộng với 1. Và mình tính được nó sẽ là 2x trên 2 căn bậc 2 của x bình cộng 1. Và nó chính là x trên căn bậc 2 của x bình cộng 1. Vậy thì sẽ có bạn thắc mắc là tại sao cô lại có được cái công thức này? Thì đó chính là dựa vào cái công thức tính đạo hàm của hàm hợp ấy. Thì các bạn có y f của gx, đạo hàm của f gx, thì nó chính là bằng gì? Vẫn là đạo hàm của gì? Gx này. Nhân với đạo hàm của gx mà. Được chưa? Thế nên ở đây là cái gx trong cái trường hợp này này, nó chính là x bình cộng 1. Thế chúng mình áp dụng vào thì chúng ta thu được kết quả là như vậy. Nhá, mình sẽ lấy thêm một cái ví dụ tiếp để cho các bạn hình dung rõ. Đây. Với y bằng 2x trừ 3 tất cả mũ 10. Thì bây giờ đặt cho các bạn hình dung này. U bằng 2x trừ 3 nhá. Vậy thì khi đó cái hàm số của mình là hàm số hợp y bằng u mũ 10. Vậy thì đạo hàm của anh này, y phẩy sẽ bằng đạo hàm của u mũ 10. Thì nó sẽ bằng 10 nhân u mũ 9 đã. Và sau đó mình phải làm gì? Nhân với đạo hàm của u nữa. Được chưa? Sau khi mà các bạn làm đến đây rồi thì bắt đầu các bạn thay thôi. Các bạn thay, ở đâu có u mình thay 2x trừ gì? 2x trừ 3 vào. Còn đấy, xong mình lại tính tiếp. Nó sẽ bằng 10 nhân với 2x trừ 3 tất cả mũ 9. Còn đạo hàm của 2x trừ 3 thì nó sẽ là bằng 2. Vậy thì ở đây nó sẽ bằng 20 nhân với 2x trừ 3 tất cả mũ 9. Vậy là xong. Thế tương tự như thế đến ý B. Lại là đạo hàm của căn. Nhưng mà cái x này nó cũng không đứng một mình, đúng không? X này cũng không đứng một mình. Thì mình lại làm gì? Mình lại đặt u bằng 1 trừ x bình. Vậy thì khi đó cái y của mình nó sẽ là căn gì? À, căn u. Và bây giờ mình tính đạo hàm này. Thì nó sẽ bằng 1 trên 2 căn u cái đã, đúng không? Nhưng mà đến đây đã xong chưa? Chưa, nó là hàm hợp. Thế nên mình phải nhân với gì? Đạo hàm của u phẩy nữa. Được chưa? Nhân với đạo hàm của u phải nữa. Vậy thì ở đây mình có thể thay vào, ở đâu có u thì mình thay 1 trừ x bình vào. Thì là sẽ bằng 1 trên 2 căn của 1 trừ x bình nhân với gì? Đạo hàm của 1 trừ x bình thì chính là trừ 2 gì? Trừ 2x. Chính là trừ 2x. Vậy thì ở đây rút gọn thì nó sẽ được là trừ x trên căn bậc 2 của 1 trừ trên căn bậc 2 của 1 trừ x bình. Đó. Thì qua cái ví dụ 5 và luyện tập 2 thì các bạn đã rõ hơn về việc tính đạo hàm của hàm số hợp chưa ạ? Chắc chắn rằng là vẫn sẽ còn một số bạn lúng túng. Nhưng khi mà các bạn lúng túng, các bạn hãy lật lại để tự làm lại xem rằng là các bạn đã làm được chưa nhé. Sau khi mà các bạn đã làm được rồi thì chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang đến phần 4.
đó chính là đạo hàm của hàm số lượng giác. Thì các bạn lưu ý cho cô, hàm số lượng giác với y bằng sin x thì đạo hàm của nó sẽ bằng cos x. Còn đối với hàm số hợp y bằng sin u thì nó sẽ bằng gì? Đạo hàm của sin u thì sẽ bằng u phẩy nhân với cos u nhé. Bây giờ chúng ta sẽ lấy ví dụ luôn. Các bạn hãy nốt những cái kết luận này ra ra cái tờ giấy nốt của mình ấy, để khi mà mình làm bài tập thì mình sẽ áp dụng luôn. Thì các bạn nhìn thấy, đây có phải là hàm số hợp không? X nó có đơn thuần không? Không, mà nó có cùng đi cùng với những đồng bọn của nó, thế nên chắc chắn đây không phải là hàm số đơn giản rồi, nó là hàm số hợp, được chưa? Vậy thì mình sẽ làm như thế nào để hình dung rõ hơn? Vậy thì tôi đặt cái phức tạp là u bằng 2x cộng với b trên 8 đi, được chưa? Vậy thì khi đó y của tôi nó chính là sin gì? Nó là sin u. Và bây giờ tôi đi tính đạo hàm của sin u. Đạo hàm của sin u thì bằng gì? Thì là bằng cos u đi cái đã. Thế nhưng mà đến đây đã xong chưa? Được kết thúc chưa? Chưa, bởi vì nó là có u, thế nên nó cần phải nhân với gì? Nhân với u phẩy nữa, được chưa? Sau đó thì mình mới thay, ở đâu có u, mình thay 2x cộng b trên 8 vào. Được chưa? Rồi, hết đạo hàm của 2x cộng b trên 8 thì chính là bằng 2 lần cos của 2x cộng với b trên 8. Đấy. Thế nhưng có những bạn không thích bảo cô ơi, con thấy đặt u có khác gì mà con viết trực tiếp đâu. Ơ, đúng rồi. Thế nhưng mà có những bạn mình viết ra như thế thì các bạn sẽ không bị quên công thức, các bạn sẽ hiểu rõ hơn. Còn những bạn nào nhanh thì các bạn có thể viết luôn. Y phẩy nó chính là đạo hàm của sin 2x cộng với b trên 8. Như thế này. Thì cũng nó sẽ bằng là đạo hàm của 2x cộng với b trên 8 nhân với lại cos của 2x cộng với b trên 8, đúng không? Và nó vẫn phải ra cùng một kết quả là bằng 2 lần cos của 2x cộng b trên 8. Các bạn làm cách nào cũng được, làm cách đặt cũng được hoặc là không đặt cũng được. Miễn làm sao khi mà chúng ta ra kết quả cuối cùng thì nó phải là giống nhau. Đấy, chứ không phải là tôi làm cách khác và anh làm cách khác thì là tôi và anh sẽ ra hai kết quả khác nhau. Không được nhá. Làm cách nào đi chăng nữa thì chúng mình cũng phải ra kết quả giống nhau. Rồi, chúng ta cùng đến với luyện tập tiếp theo này. Y bằng sin của b trừ với 3x. Tương tự thôi, đúng không? Mình tính luôn đi. Y phẩy của mình nó sẽ bằng đạo hàm của b trên 3 trừ 3x nhân với cos của b trên 3 trừ 3x. Thì chúng mình sẽ thu được kết quả là bằng trừ 3x nhân với lại cos của b trên 3 trừ 3x nhé. Rồi, vậy qua hai cái ví dụ này thì các bạn đã nắm rõ cái cách tính đạo hàm của hàm số sin chưa ạ? Tiếp theo bây giờ thì chúng ta sẽ sang đến hàm số cos. Thì rất là đơn giản thôi. Với hàm số y bằng cos x thì đạo hàm của nó sẽ là trừ cos x nhé. Nó sẽ là trừ cos x, các bạn lùi dấu phẩy không phải ở đây, dấu phẩy ở đây cơ. Được chưa? Còn đối với hàm hợp của nó thì tương tự thôi. Thì đạo hàm của cos u thì sẽ bằng trừ u phẩy nhân với sin u. Đấy, các bạn cũng nốt lại ra cho cô nhé, bởi vì những công thức này rất là hay dùng. Thế nên là chúng mình nốt ra như thế để có thể là dễ dàng khi mà các bạn làm bài dễ dàng nhớ được hơn đấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với ví dụ 7. Tính đạo hàm của hàm số này. Thì mình sẽ áp dụng công thức của hàm số gì? À, hàm số hợp đối với gì? Đối với cos, đúng không? Bởi vì các bạn x nhìn thấy x nó có đơn thuần không? Không, nó đang đi chơi với rất là nhiều thứ. Là 4x là với 4 và trừ b trên 3 mà, được chưa? Vậy thì áp dụng cái công thức thì chúng ta sẽ được là y phẩy bằng trừ 4x trừ b trên 3, đạo hàm của 4x trừ b trên 3 nhân với sin của 4x trừ b trên 3, và áp dụng công thức thì chúng ta sẽ được là trừ 4 nhân với sin của 4x trừ b trên 3 nhé. Tiếp theo đến với luyện tập 4, tính đạo hàm của hàm số này. Cái này thì nó hơi phức tạp một chút thôi. Bình thường chúng ta chỉ có cos u hay là sin u, đúng không? Thế nhưng ở đây nó lại là 2 cos của b trên 4 trừ với 2x. Thì chúng mình sẽ làm như thế nào? Làm bình thường thôi.
Được chưa? Làm bình thường thôi. Ta áp dụng cái công thức là y mà bằng 2 lần của mà bằng k nhân với u ấy, được chưa? Thì đạo hàm của nó chính là k nhân với u phẩy. Thế nên đạo hàm của cái anh này sẽ bằng gì? 2 này nhân với trừ của bi trên 4, đạo hàm của bi trên 4 trừ 2x nhân với sin của bi trên 4 trừ 2x. Và chúng ta tính sẽ được là 4 nhân với lại sin của bi trên 4 trừ 2x nhé. Rồi, còn liên quan đến tan và cotan thì các bạn lưu ý là đối với hàm tan, đạo hàm của nó sẽ bằng 1 trên cos bình x. Còn hàm cotan thì đạo hàm của nó sẽ bằng trừ 1 trên sin bình x. Và tương tự như thế đối với các hàm số hợp liên quan đến tan u và cos u. Với cotan u ấy thì nó sẽ bằng, đối với tan u này thì nó sẽ bằng u phẩy trên cos bình u. Các bạn lưu ý là sửa cái dấu phẩy này giúp cô nhé. Nó phải ở đây này. Sao đi? Nó phải ở đây, được chưa? Thì đạo hàm của cotan x, cotan u thì nó sẽ bằng trừ u phẩy trên sin bình u. Và nhớ là những cái kết luận này thì đối với tan u, cotan u và tan x và cotan x đều phải có nghĩa rồi nhé. Ví dụ tính đạo hàm của y bằng tan 2x cộng với bi trên 4 thì chúng ta cũng nhìn ra được luôn. Đây chính là một hàm số hợp của hàm tan, đúng không ạ? Thế nên là mình áp dụng công thức thì sẽ được là gì? 2x, đạo hàm của 2x cộng bi trên 4 trên cos bình của 2x cộng bi trên 4. Và chúng mình sẽ tính ra là bằng 2 trên cos bình của 2x cộng bi trên 4. Rồi. Trên đó là những cái ví dụ chúng ta thường gặp liên quan đến đạo hàm của hàm số lượng giác. Thế thì chúng ta hãy cùng xem rằng là với hàm số mũ và hàm số loga thì quy tắc đạo hàm sẽ được tính như thế nào nhé. Chúng ta sang phần 5. Ở đây thì các bạn nhớ cho cô một vài cái giới hạn rất là đặc biệt. Những bạn nào mà quan tâm đến với việc đi thi học sinh giỏi thì đây là ba cái nhận xét mà các bạn rất rất là cần lưu ý cho cô. Và kể cả là đối với chương trình mới thì những cái nhận xét này thì người ta có thể là cho vào những câu trắc nghiệm hoặc là cho vào những cái câu đúng sai ấy. Ví dụ người ta hỏi là giới hạn của một cộng x tất cả mũ 1 trên x khi x tiến tới 0 bằng e đúng hay sai chẳng hạn. Thế các bạn vẫn cần phải nhớ nhá. Bây giờ mình không học tủ được, đúng không? Ngày xưa thì đối với những cái nhận xét này thì người ta rất là ít khi cho vào, rất là ít khi cho vào. Thế nhưng đối với chương trình mới bây giờ này chúng mình, và đặc biệt là các bạn là theo chương trình mới, thì chúng ta sẽ không loại trừ cái trường hợp nào hết, được chưa? Thì các bạn lưu ý cho cô ba cái giới hạn đặc biệt này nhé. Và ở đây chúng ta có một vài kết luận liên quan đến đạo hàm của hàm số mũ như sau. Với hàm số mũ y bằng e mũ x thì đạo hàm của nó sẽ bằng e mũ x nhé. Có duy nhất đạo hàm của e mũ x là nó bằng chính nó. Các bạn lưu ý điều đặc biệt này giúp cô nhé. Rồi, còn đạo hàm đối với hàm số hợp y bằng e mũ u thì sẽ bằng e mũ u nhân với u phẩy. Tương tự như thế, với hàm số y bằng a mũ x thì đạo hàm của nó sẽ bằng a mũ x nhân np của a. Còn đối với hàm số hợp y bằng a mũ u thì sẽ bằng a mũ u nhân u phẩy nhân với np của a. Đấy, các bạn cũng nốt những cái công thức này ra cho cô nhé. Thì khi mà các bạn nốt như thế nào, đúng không, thì chúng ta sẽ chỉ tạm bỏ qua những cái phần này đi. Chúng mình chỉ nốt những cái đoạn này thôi, được chưa? Nốt những cái đoạn này thôi. Đấy, lại viết dài dằng dặc như thế kia thì có mà nốt đấy nhìn trông cũng không sử dụng được. Rồi, thế bây giờ chúng mình sẽ cùng đến ví dụ nhé. Tính đạo hàm của y bằng 2 mũ x bình trừ x thì chúng ta sẽ làm như thế nào đây? Thì mình nhìn nhanh được đây nó không phải là hàm đơn giản, hàm số mũ đơn giản, đúng không? Mà hàm nó là hàm số hợp, đúng không? Thì mình áp dụng công thức nó sẽ là gì? Bằng 2 mũ x bình trừ x nhân với đạo hàm của x bình trừ x nhân với np của 2 thì mình sẽ được là 2 mũ x bình trừ x.
nhân với 2x trừ 1 nhân với nếp vec của 2. Không khó, đúng không? Các bạn mà nắm chắc những cái quy tắc tính đạo hàm cơ bản rồi, sau đó là mình áp dụng đúng cái quy tắc của đạo hàm mũ ấy, thì mình không khó một chút nào. Thế tiếp theo, tính đạo hàm của các hàm số sau. Đối với anh A thì nó là sẽ là gì đấy ạ? Liên quan đến E mũ U, đúng không? Liên quan đến E mũ U thì mình nhớ Y bằng E mũ U thì đạo hàm của nó sẽ bằng gì? Bằng E mũ U nhân U gì? Nhân U phẩy. Vậy thì nó sẽ là E mũ X bình trừ X nhân với X bình trừ X. Đạo hàm đúng không? Phẩy này. Thì sẽ bằng 2X trừ 1 nhân E mũ X bình trừ X. Nhá. Thì tương tự như thế đến Y P. Y bằng 3 mũ sin X. Thì mình sẽ áp dụng công thức gì đây? Để tính được đạo hàm này. À, đó chính là A mũ gì? A mũ U. Thì các bạn nhớ Y phẩy của A mũ U thì sẽ bằng A mũ U nhân U phẩy nhân nepe của gì? Nhân nepe của A. Vậy áp cái công thức này vào. Áp cái công thức này vào. Thì chúng ta sẽ được là 3 mũ sin X nhân sin X đó, sin X phẩy nhân với nepe của 3. Và chúng ta sẽ được là 3 mũ sin X nhân cos X nhân với nepe của 3 nhé. Tiếp theo chúng ta đến kết luận liên quan đến đạo hàm của hàm số loga. Thì hàm số y bằng nepe của x thì nó sẽ có đạo hàm là 1 trên x này. Này. Tiếp, đạo hàm của hàm số hợp nepe u thì sẽ bằng u phẩy trên u. Còn đạo hàm của hàm số loga cơ số a của x thì sẽ bằng 1 trên x nhân với nepe của a. Còn đối với hàm số hợp loga cơ số a của u, đạo hàm loga cơ số a của u thì sẽ bằng u phẩy trên u nhân với nepe của a. Đấy, vậy đây là bốn cái công thức các bạn lại cần phải nốt vào giúp cô nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chú ý tiếp theo. Thì các bạn chú ý giúp cô là với x nhỏ hơn 0 thì mình sẽ có là nepe trị tuyệt đối của x bằng nepe của trừ x, đúng không ạ? Thế nên là mình sẽ có công thức liên quan đến nepe trị tuyệt đối của x nó sẽ là bằng 1 trên x nhé. Với x khác 0, được chưa? Các bạn lưu ý điều này giúp cô. Thế bây giờ chúng ta sẽ đến với ví dụ 10, nepe của x bình cộng 1. Thì đây nó sẽ là hàm số gì? Hàm số hợp, đúng không? Với u bằng gì? À, với u bằng x bình cộng. Với u bằng x bình cộng 1. Vậy thì áp dụng vào thì chúng ta sẽ được là y phẩy sẽ bằng x bình cộng 1 phẩy trên x bình cộng 1 và sẽ bằng là 2x trên x bình cộng 1. Bài này là chúng mình đang áp dụng công thức y bằng gì? Đạo hàm nepe của u ấy. Thì y phẩy sẽ bằng gì? U phẩy trên u mà, đúng chưa? Tiếp theo, tính đạo hàm y bằng loga cơ số 2 của 2x trừ 1. Thì chúng mình nhìn thấy nó cũng không phải là hàm loga đơn thuần, đúng không? Mà nó là hàm hợp với u bằng bao nhiêu? À, với u chính là 2x trừ 1. Vậy thì chúng ta áp dụng công thức là y bằng loga cơ số a của u thì sẽ bằng gì đấy? U phẩy trên u nhân với nepe của a. Vậy áp công thức này vào chúng ta sẽ được là gì? Y phẩy bằng 2x trừ 1 phẩy trên 2x trừ 1 nhân với nepe của 2 và sẽ bằng là 2 trên 2x trừ 1 nhân với nepe của 2 nhé. Rồi, trên đây là những cái ví dụ rất là đơn giản và rất là hay gặp đối với việc tính đạo hàm của hàm số mũ và hàm số loga. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau tổng kết lại những cái công thức mà các bạn đã học trong video ngày hôm nay. Thì đây là cái bảng mà cô đã tổng kết lại giúp các bạn. Thì các bạn có thể dừng lại hoặc là các bạn đi in ra để phục vụ trong cái quá trình mà các bạn làm bài tập liên quan đến đạo hàm nhé. Rồi, và về nhà thì các bạn nhớ là ôn tập lại các kiến thức đã học và làm thật là nhiều. Bởi vì đi thi thì các bạn sẽ không được phép cầm cái tờ giấy đấy đâu. Chúng mình chỉ cầm tờ giấy đấy trong cái quá trình chúng mình ghi nhớ kiến thức chúng mình học ấy. Để mình nhớ được kiến thức thì chúng mình được cầm thôi. Còn đi thi chúng mình không được cầm. Và
và các bạn sẽ cố gắng là hoàn thành bài tập trong sách giáo khoa, sách bài tập và làm thật là nhiều bài tập để chúng mình có thể nhớ và nắm chắc nhất những cái quy tắc liên quan đến tính đạo hàm. Và các bạn sẽ đọc chuẩn bị bài 33 đạo hàm cấp 2 nhé. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe cũng như là theo dõi video của cô. Và nếu video hay, nếu các bạn có bình luận gì thì các bạn hãy mạnh dạn bình luận. Và nếu mà bài học hay thì các bạn hãy like, share và comment để cô có thật là nhiều động lực ra những cái video mới cho các em nhé. Rồi, xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo ạ. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.